Hello, xin chào mọi người nhá. Đấy, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ lên bẫy chim chích chòe lửa ở trên khu rừng này nhé các bạn nhé. Rồi, ok, các bạn hãy cùng mình đi bẫy chim chích chòe lửa nhé. Đây, mình sẽ lên khu rừng này. Hy vọng hôm nay mình bẫy được nhiều chim để chia sẻ cùng gia đình chúng ta. Rồi, ok, let's go.